À, lâu lắm mà kiếm được một con hổ hành to vậy. Anh em nào mua hổ hành comment nha. Con này là nhậu tê luôn đó. Bằng cái gỗ tai mẹ rồi. Con này nó hung dữ vậy ta. Già rồi con này mấy năm rồi. Mấy cái lồng này tới 1 thước 2 luôn. Quảng. Hổ hành mà to cách đáng sợ, mà to xúc phạm người nhìn luôn á.